câm, điếc là những bệnh bẩm sinh, rất khó chữa trị. Vậy mà nhiều người vẫn tin rằng có thần y chữa trị được những căn bệnh này, giống như việc Võ Hoàng Yên đã từng chữa trị cho nhiều người. Gần đây, mạng xã hội lại lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một thần y ở Quảng Ngãi chữa bệnh câm điếc bẩm sinh bằng cách vỗ vào tai, bấm cổ, rút lưỡi, khiến nạn nhân vô cùng đau đớn. Sau đây, xin mời các bạn cùng xem đoạn clip về cách chữa trị của thần y ở Quảng Ngãi. Mấy ngày nay, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nam thần y chữa bệnh câm điếc bằng phương pháp giống hệt ông Võ Hoàng Yên, khiến dư luận phẫn nộ. Trong clip, nam thanh niên liên tục ấn, vỗ mạnh vào tai của thiếu niên bị câm điếc. Sau đó, thần y hét rất lớn vào tai của thiếu niên câm điếc và hỏi, có nghe không? Có nghe không? Thấy người này gật đầu, thần y liền tuyên bố đã khỏi bệnh. Ngay sau đó, một cô gái câm điếc cũng được nam thanh niên chữa trị bằng cách ấn vào tai, bấm dưới cổ và rút lưỡi. Cụ thể, nam thanh niên này cầm một chiếc khăn và yêu cầu cô gái hè lưỡi ra và dùng tay nắm lấy đầu lưỡi của cô gái và kéo. Tuy nhiên, do quá đau đớn, cô gái gục xuống. Nam thanh niên mới dừng lại. Sau đó, thanh niên này yêu cầu cô gái đếm số thứ tự. Khi nghe âm thanh ú ớ, giống với tiếng đếm, anh chàng cũng khẳng định cô gái đã khỏi bệnh. Trong tiếng cảm ơn rối rít của người mẹ, đưa con về, nhớ làm việc thiện, chớ ăn đồ bậy bạ là dính lại. Đó là những lời nói của nam thanh niên và yêu cầu cô gái phải đến lại trước bàn thờ gần đó. Theo người đăng tải clip cho biết, vụ việc trên xảy ra ở tỉnh Quảng Ngãi. Giọng nói của những người trong clip cũng cho thấy đây là một người dân địa phương. Đoạn clip ngay sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý của dư luận. Hầu hết mọi người đều bất bình trước kiểu chữa trị phản khoa học này của nam thanh niên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh và làm rõ.